mọi người thấy gì không? Sư tử đấy, mình đã đột nhập được vào Thái Hòa 88 showroom, bán rất là nhiều sư tử ở khu vực miền Bắc và hot nhất trên TikTok. Nếu mà anh em Giang Cung Mận đã tò mò nhiều đến như vậy thì chúng ta hãy cùng đến đây để xem là anh Thái Hòa thực sự là làm content, làm diễn viên hay bán xe mới là chính nhá. Quỳnh Như xế cưng. Em chào anh, em chào anh. Em còn nhiều cái anh chưa muốn nói đâu. Nhưng mà em có rất là nhiều cái muốn nói với anh, thế nên là anh tham gia video bắt em nhé. Ok luôn. Xin chào tất cả mọi người nhá, mình là Thái Hòa 88. Hôm nay thì mình sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi mà mọi người thắc mắc về mình nhá. Hỏi giải đáp xoay nha anh. Ok luôn. Trả lời từ A đến Z luôn. Ok luôn. Bắt đầu thôi. Ok luôn. Để khởi động một buổi sáng vô cùng hứng khởi thì em sẽ hỏi anh một list những cái câu hỏi nhanh. Em sẽ hỏi nhanh và anh trả lời nhanh nha. Ok. Câu hỏi đầu tiên là tên kênh của anh là Thái Hòa 88. Thế thì có phải là anh sinh năm 88 hay không? Anh trẻ như này mà, anh sinh năm 93, 1993. Anh đã bắt đầu tham gia vào thị trường xe cũ được bao nhiêu năm rồi? Chính xác anh bắt đầu bán xe là từ năm 2015. Bán xe chính xác là từ thời sinh viên, từ thời 23 tuổi. Bây giờ em bắt đầu vẫn chưa muộn đâu ta. Câu hỏi tiếp theo là hiện tại showroom của anh có bao nhiêu đầu xe? Và những cái mẫu xe đấy thì chủ yếu là đến từ những cái thương hiệu nào? Salon của anh thì loanh quanh khoảng 25 đầu xe, cao điểm nhất là khoảng 30 đầu. Và bán xe thì vẫn ưu tiên nhất là các dòng xe loanh quanh từ 800 đến 1 tỷ. Và bán nhiều nhất thì vẫn là Peugeot. Tất cả những salon nổi tiếng ở Hà Nội đều có một thương hiệu riêng, đều có một cái điểm đặc trưng nhận diện riêng. Thì với anh thì anh cũng muốn làm cái thương hiệu nhận diện như vậy, nghĩa là nhắc đến Thái Hòa là phải nhắc đến Peugeot. Và không những thế mà Peugeot nó còn rất đẹp và trẻ trung, giống anh. Hồi nãy thì anh Hòa có kể là anh bắt đầu vào cái thị trường xe cũ từ hồi anh còn học đại học. Thì không biết là cái cơ duyên nào khiến anh bắt đầu sớm như thế? Thật ra là hồi sinh viên thì em biết rồi, sinh viên thì bao giờ tiền không bao giờ là đủ cả. Thứ nhất là mình muốn kiếm tiền. Và thứ hai là mình có một cái niềm đam mê về xe từ những lúc mình đang còn rất là bé cơ. Tại vì bán xe ấy, nó không giống như là bán quần, bán áo hay là bán đồ ăn. Nó cần một cái nguồn vốn rất là lớn. Làm thế nào để anh có thể tham gia vào cái thị trường này từ một cái độ tuổi còn trẻ như thế? Thật ra anh bắt đầu từ nguồn vốn gia đình. Rõ ràng là như vậy. Chứ không phải là mình khi mình có cái cơ ngơi bây giờ xong mình lại lên mình bốc phét là mình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Em nghĩ là đấy là may mắn của từng người thôi mà. Anh nghĩ là như vậy. Nhiều khi bọn em lên những cái video có những bạn rất là trẻ nhưng mà sở hữu những cái xe sang thì mọi người tỏ ra là có những cái bình luận tiêu cực thì em thấy nó cũng hơi buồn cười, bởi vì thì đấy là phúc của bạn ấy thì bạn ấy hưởng thôi, có vấn đề gì đâu. Còn nếu chúng ta phải vất vả để có mua một cái xe thì cái đấy cũng là nỗ lực của mình thôi, cũng không cần phải so sánh nhiều làm gì cả. Thế bây giờ mình quay trở lại về cái câu chuyện là bán xe cũ, thì không biết là tại sao từ đầu anh Hòa lại chọn là mình sẽ đẩy mạnh về TikTok để có thể marketing cho cái showroom của mình? Thứ nhất là do may mắn. May mắn vì sao? Vì chỉ tình cờ khoe thằng con trai của mình nó rất là giỏi về ô tô. Một clip rất tình cờ ở trên TikTok thôi. Thì bỗng nhiên viral lên tới khoảng hơn 10 triệu view. Thì mình mới hóa ra cái điểm yếu của TikTok đây rồi. Thế là bắt đầu là hai bố con sẽ trao đổi những kiến thức về xe và hàng ngày quay lên như vậy. Và từ đó viral đầu tiên ở trên kênh TikTok của anh là anh với cả Minh Khôi. Kênh TikTok chính thức anh xây dựng là tháng 12 năm 2021. Đến bây giờ là khoảng gần 2 năm. Thế gần thì 2 năm. Phát triển khá là trộm vía. Ừ, cũng trộm vía mới được 800k follow và được khoảng 26 triệu like. Nó là một cái thành công trong việc xây dựng thương hiệu ấy. Tại vì em thấy là không phải showroom xe cũ nào cũng có thể có được một cái độ nhận diện tốt như thế ở trên mạng xã hội. Cái mà em hay là các bạn content creator khác rất là sợ khi mà chúng ta sản xuất nội dung, đấy là bị ý tưởng. Nhưng em thấy hình như nó không có trong từ điển của anh. Mỗi lần em xem một cái video khác nhau của anh ấy, em đều phải kiểu sao lại nghĩ ra như thế được nhỉ? Không biết là có ai hỗ trợ anh không, hay là một mình anh sẽ lo tất cả về mảng nội dung ở trên kênh của mình? Thật ra bản thân ở ngoài đời anh là một người rất là funny, anh rất là vui vẻ. Bản thân anh có thể là ngồi với Quỳnh Như, anh trêu đùa Quỳnh Như rất nhiều. Kiểu gì em sẽ có một câu chuyện hài kể lại cho anh thôi. Và tất cả những câu chuyện hài hay là những câu chuyện vui, chuyện phiếm đời sống hàng ngày ấy, anh đều biến nó thành một clip được. Đôi khi chỉ là một câu nói hay là một cái ảnh chế trên mạng thôi. Ví dụ với em nhé, kể cả là một cái xe mà mình đã trải nghiệm hết rồi nhưng em cũng cần phải lên content để có thể liệt kê được hết tất cả những cái ý mà mình nghĩ trong đầu, vì sợ đến lúc quay nó có rất là nhiều yếu tố ngoại cảnh nó làm mình quên đi ấy. Thì không biết là anh có phải chuẩn bị content từ trước, lên ý tưởng nội dung rồi viết ra, rồi đến lúc quay thì mình sẽ quay theo cái trình tự đấy không? Anh hay diễn theo kiểu one shot, nghĩa là mình quay đến đâu là mình nói đến đấy thôi. Mình tùy biến mình nói thôi chứ không phải là viết một kịch bản gì cả. Sẽ có một cái form nhất định, là vẫn là cái lõi nội dung là chỉ là một câu gì đó
nó hot hot để cho video lên thôi. Nhưng mà thực ra là không có sự chuẩn bị trước gì cả. Tại vì đôi khi cái tự nhiên nhất lại là cái hay nhất. Anh Hoàng có chia sẻ với mình là tính đến thời điểm hiện tại thì anh ấy không đầu tư thiết bị quay hay gì nhiều lắm. Cái thứ đầu tư nhiều nhất cho kênh TikTok này là 3 bộ tóc giả. Chính xác, mình đầu tư trên TikTok nhiều nhất của mình là 3 bộ tóc giả. Và hay thuê một cái xe máy thôi, cái xe cà tàng, cái xe gym ý. Thì mình thuê của một chú bán thịt lợn bên chợ Quan Hoa. Thời gian trước lúc mà anh Hòa và Minh Khôi còn quay những cái video theo kiểu đoán tên xe hay là anh giới thiệu những cái mẫu xe ở showroom của mình, thì em thấy là chủ yếu các video ở trên kênh TikTok của anh nó sẽ chuyên về xe và nó gắn liền với cái showroom. Nhưng mà thời gian gần đây thì em thấy có rất là nhiều nội dung khác nhau. Nó có thể là diễn tiểu phẩm, là trêu chị nhà, hoặc là rất là nhiều những cái khác có thể không liên quan đến cái xe nữa. Thì không biết hiện tại thì anh đang thấy là cái việc làm nội dung đối với anh nó là quan trọng hơn, hay là anh sẽ coi cái việc bán xe nó không còn là chính như trước kia nữa, mà anh sẽ đẩy mạnh là xây dựng cái kênh của mình thôi? Thật ra với cái kênh của anh ý, thì mục đích chính vẫn là funny và giải trí là chính thôi. Chứ còn bán xe không phải là trên để bán TikTok xe. Bán xe trên TikTok anh lại không hề bán xe nhiều trên TikTok một chút nào cả. Đó cũng là cái bán xe hiểu. Là anh muốn là gặp ngoài đời thật cơ. Chứ còn rõ ràng là cái việc làm video ở trên TikTok, làm nội dung trên TikTok, người ta sẽ biết đến mình nhiều hơn. Và một lúc nào đó ấy, sẽ mua xe cũ là nhớ, có cái ông Thái Hòa này hay buồn cười, hay nói mấy câu vui vui trên TikTok này, chắc là qua ủng hộ. Vì nó video ở trên đấy rồi, chắc nó cũng chả dám lừa mình đâu. Đấy, kiểu kiểu là như vậy. Thực sự là làm TikTok ấy, cái doanh số của anh có những tháng phải gọi gấp 4 lần so với mức bình thường. Các bạn trẻ ấy, có thể là bây giờ chưa mua, nhưng một vài năm nữa ra trường khi có tiền rồi, khi gia đình hỗ trợ thì lại có thể đến mua ủng hộ Auto 88. Mà em cũng thấy mọi người có những cái comment ở dưới video của anh ấy là showroom của anh này thì bán giá hơi cao hơn so với mặt bằng chung một chút, nhưng mà được cái mua yên tâm mọi người ạ. Thì làm thế nào để anh tạo cho mọi người một cái cảm giác yên tâm như thế sau khi mà mua xong xe của anh? Thật ra rõ ràng là tiền nào của đấy là thứ nhất nhá. Và thứ hai là thuận mua vừa bán. Với ở Auto 88 ấy thì mình sẽ có một phong cách bán hàng riêng, đó là anh chào cao hơn thị trường. Nhưng khi mọi người đến trực tiếp, mình có thể để rẻ hơn giá thị trường. Cái phong cách bán hàng của mỗi người như vậy. Ví dụ như là anh Kia Civic ý, là niêm yết về giá. Nhưng với đến với Auto 88 này lại có thể là thương lượng. Cái phong cách bán hàng của mình là anh em thích đến thương lượng với cả mình. Nhưng mà có cái nguyên nhân sâu xa gì đằng sau cái phong cách đấy không anh? Bởi vì thường thường mọi người sẽ để một cái giá ví dụ 5XX. Thế xong rồi người ta sẽ thấy rẻ và người ta sẽ kiểu tò mò và thu hút và đến mua. Nhưng anh lại để giá cao hơn. Trong một rừng giá xe nó vừa phải, nó bình ổn, thì của mình nó cao hơn khoảng 10 triệu. Rõ ràng là mọi người khách hàng sẽ có một lý do là sao thằng Thái Hòa này nó để cao hơn 10 triệu nhỉ? Rõ ràng là xe của nó phải đẹp hơn. Thôi cứ qua xem thử cái đã. Khi để nhìn chất lượng xe và khi ưng vào việc ý, thì anh sẽ giảm giá nhất có thể. Nhất là những khách hàng đến từ TikTok. Em thấy là trong cái thời gian hiện tại mấy tháng trở lại đây là anh Hòa có nhiều video mà có sự xuất hiện của các nhãn hàng. Anh có nhiều booking hơn, đấy là chuyện đương nhiên khi mà một kênh TikTok nó hot như thế. Nhưng mà bây giờ khi mà đã hoạt động như là một TikToker, bắt đầu nhận những cái hợp đồng quảng cáo rồi, thì anh thấy như thế nào về việc kiếm được thu nhập từ việc sản xuất nội dung so với việc kiếm được thu nhập từ việc bán xe? Bán xe của anh sẽ thu nhập tốt hơn. Mình bỏ ra một số vốn cũng rất là lớn, thì đương nhiên là cái lợi nhuận nó đẻ ra là chuyện bình thường. Nhưng không vì đó mà mình bỏ qua cái lợi nhuận của TikTok. Vì thực sự nó là một cái điều rất là may mắn với bản thân mình, nhưng thành ra là mình cũng cố gắng chọn những cái nhãn hàng làm sao nó phải phù hợp. Và làm sao nó đã được mọi người đánh giá rồi thì mình mới dám review. Mà em thấy là lồng ghép cũng rất là khéo nha. Ý là nó có những cái pha quay xe mà em không nghĩ là cái đoạn này sẽ là cái đoạn anh giới thiệu sản phẩm ấy. Mình vẫn đang xem rất là chăm chú. Xong rồi thì em thấy quay ngoắt sang cái là đang ở cái store đấy rồi. Thì hóa ra là đây là video quảng cáo. Xem đến cuối mình mới biết mà cũng không có cái cảm giác là bị ác cảm hay gì về cái sự quảng cáo đâu. Nhiều khi quảng cáo lố quá sẽ bị ác cảm. Nhưng mà bây giờ nhá, em xin phép hỏi là anh đã bao giờ anh lên một cái video nào ở trong rất là nhiều video của anh trên TikTok, anh đã review chính chiếc xe của mình bao giờ chưa? Anh cũng có một hai lần flex rồi thì phải. Flex xương nhưng xương mà, flex xương xương là những cái xe mình đang sở hữu thôi. Em có xem video đấy, nhưng mà là tại vì là những chiếc xe mình đang sở hữu. Em hay là các bạn sẽ bị hiểu là đây là những cái xe mà anh đang giữ để anh bán. Và vẫn không biết là thế thực sự, thì tò mò không biết là một ngày bình thường thì anh Hòa với cả gia đình thì sẽ sử dụng cái xe gì. Thì có lẽ là
không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ anh em mình sẽ di chuyển vào bên trong xe. Sau khi lên xe rồi thì chúng mình sẽ bật mí xem là mẫu xe mà hàng ngày anh Hòa và gia đình sử dụng là xe gì nhé. Rồi bây giờ chúng mình đã vào xe của anh Hòa rồi. Thì anh có thể chia sẻ qua về mẫu xe mà gia đình mình đang đi và sở hữu mỗi ngày được không ạ? Mình đang sở hữu chiếc S-Class. Mình thích cái xe này vì nó rất là êm ái này, xong rồi cũng sang trọng và rộng rãi. Em không biết là đối với các anh mà sở hữu một cái showroom ô tô như thế thì liệu là mọi người có thường xuyên đổi xe hay không? Với chu kỳ của anh thì một năm anh đổi xe khoảng 2 lần. Ví dụ là anh cũng chuẩn bị đổi xe khác rồi đấy. Anh có thể bật mí về cái mẫu xe tiếp theo anh đổi lên. Có lẽ một cái xe mà mình có thể gọi là chưa đủ tuổi mình đi và sở hữu đâu. Nhưng mình rất là đam mê, đó là chiếc Toyota Land Cruiser. Ui, xe sắp tới chủ là tịch anh sẽ định đổi sang chiếc xe đó. Tại vì trong đầu anh ấy, anh vẫn nghĩ không hiểu vì sao là những người lên quyền chức cao nhất người ta lại chọn Toyota Land Cruiser. Thì anh cũng muốn thử cảm giác đó một lần xem như thế nào. Trước chiếc xe này thì anh sở hữu chiếc Lexus RX 350, Volkswagen Beetle, đó Kia Carnival, Porsche Macan. Ui, toàn những cái tên kinh điển. Nói chung là bản thân mình là một người bán xe nhưng mình là có thể gọi là một thằng dân chơi xe. Anh thích mua xe về để anh độ đẽo, anh nghịch ngợm các kiểu như vậy. Còn đối với cái chiếc xe hiện tại thì không biết là anh Hòa đánh giá những cái ưu nhược điểm của nó như thế nào? Có cái điểm gì anh cảm thấy không ưng ý không? Có vẻ là cái ưu điểm sẽ vẫn là nhiều hơn. Trước hết là không gian là vô cùng rộng rãi này, sang trọng này. Và quan trọng nhất hơn nữa là nó quá đẹp. Từ ngoại thất đến nội thất của chiếc xe, chất liệu hoàn thiện của Mercedes S-Class ấy, có thể nói là số 1 phân khúc. Anh dám khẳng định là số 1 phân khúc. Option của chiếc xe cũng rất là nhiều luôn nhé. Đó, và cái option mình thích nhất có lẽ là loa Bumaster hay là massage và trường đà nóng ở ghế đằng sau. Ôi, đúng ở kiểu sau. Góc nhìn của dân chơi. Toàn những cái option mà bình thường nói chung là phỏng vấn thì mọi người sẽ quan tâm đến độ êm ái hay là loa hay là những cái trang bị an toàn thôi. Nhưng mà gọi là đi lên xe sang rồi thì mọi người sẽ phải quan tâm đến cả chườm đá nóng các thứ. Hồi nãy ngay cả khi mà hỏi về một chiếc xe thì em cũng thấy anh đưa cái yếu tố gia đình vào rất là nhiều. Thì em lại đến một phần tiếp theo, đấy là phần những câu hỏi liên quan về gia đình, là những câu hỏi em rất tò mò. Ok. Như anh Hòa đã chia sẻ lúc nãy thì cái kênh TikTok của anh nó sẽ không thể viral lên như thế nếu không có sự xuất hiện của bé Minh Khôi. Đấy, giống như kiểu là một cái ngôi sao may mắn ấy. Và có cả sự xuất hiện của chị Nhà nữa. Thì đây bây giờ có một số cái câu hỏi là rất là tò mò, là làm thế nào mà anh có thể thuyết phục được chị tham gia vào video của anh. Ví dụ em thấy cái video mà dễ bực nhất là video chứ anh đổ cái chậu xà phòng vào đầu chị. Là đấy là xà phòng thật luôn ấy ạ. Xà phòng thật luôn em. Là rẻ bẩn thật luôn. Tất cả những clip anh làm đều là những cái thật nhất có thể. Mà vợ anh cũng không dỗi anh luôn. Thật ra cũng nhiều lần định tung clip hậu trường lên rồi. Nhưng mà nhìn anh nó hèn quá em ạ, nên là thôi. Anh sẽ để cái đấy dành cho riêng mình thôi, riêng mình biết thôi. Lên video là đổ một phát, nhưng mà sau hậu trường phải thôi anh lại anh để cho anh chính đổ xác. Một cái nữa thôi. Là như có thế hôm là phải quỳ đấy. Thật ra hôm nay khi như đến anh thấy như rất rất xinh. Anh thua cảm vợ anh một anh. Tí thôi. Vợ mình vẫn là số 1 đấy nhá. Đấy là keyword nha mọi người. Chỉ cần thiếu một câu thôi thì cái vị trí mà mình ngủ tối nay ấy, nó sẽ có thể thay đổi rất là xa. Nó sẽ có thể đi rất là xa. Xe màu đen xe gì? Taxi. Rồi xe màu đen này nữa xe gì? Đây đây đây, đây xe này cơ mà. Xe đốt xe. Máy gì? Máy dầu. Rồi. Em Minh Khôi, bé Minh Khôi. Thì em xem video ấy, nhiều khi là em đoán không nhanh mà nó. Không hiểu tại sao có thể đoán ra được nhanh như thế chỉ với một cái góc của cái xe thôi. Thì không biết đấy là năng khiếu bẩm sinh của bé hay là anh cũng phải training cho bé và cho tiếp xúc từ sớm rồi dạy rất là nhiều để bé có thể nhớ được. Phải nói thật là mình chia sẻ thẳng thật là tất cả bọn nhóc, bọn trẻ con bây giờ nó sẽ đều là rất thông minh hơn anh em mình ngày xưa. Nhưng với con của anh thì đúng cái dịp Covid ý, thì lúc đó là cháu được khoảng 2 tuổi bắt đầu bập bẹ thử nói. Thì cả ngày cháu ra cửa hàng với bố, thì cứ cả ngày ăn ngủ với xe thôi. Thành ra là cháu cả ngày cháu hỏi bố ơi bố thế này thế gì. Thế thành ra là bố giải thích và bố thật ra là chỉ giải thích cho con, chỉ nói cho con đấy là xe gì thôi nhá. Nhưng mà không ngờ ấy à, nhớ. Ở là Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, cái form thiết kế của Cố Đô ấy nó rất là giống nhau. Thế không hiểu sao là cháu biết cách nhận biết mà người lớn còn nhầm luôn ấy. Thế là sau bây giờ anh hỏi con ơi con nhận biết bằng cách nào,
Thế con bảo là bộ cái chỗ mà cái lăng này khác này, cái vằn này khác này, mắt đa sáu có thanh sắt ở giữa đằng sau này. Đấy thì cháu nó lại có một cách nhận biết riêng rồi. Như thế thì mình nghĩ là do cháu nó nhìn quá nhiều và quá quen thuộc thì cháu sẽ có những cái điểm để nhận biết. Mà em thấy các kênh khác mà làm nội dung mà có trẻ con ấy cũng đều gặp phải một cái vấn đề, đấy là trẻ con thì nó rất là tùy hứng. Nó đúng thích rồi. Thì nó cho quay, mà nó không thích thì nó khóc, nó không cho chính quay xác. Nữa. Thì không biết là anh có một cái chiêu gì để anh có thể thuyết phục Minh Khôi quay video một cách rất là hợp tác với anh. Thì tất cả clip anh đều dụ Minh Khôi bằng đồ ăn, đó là bim bim. Hoặc là anh có thể hứa Minh Khôi là Minh Khôi mà ngoan thì cuối năm mua sẽ đổi xe này xe nọ, đúng ý thích của Minh Khôi. Là dụ giống như trên video luôn chứ không phải là phải chính dụ xác. Từ trước khi lên video. Giống như năm ngoái nhá, anh hứa Minh Khôi là con mà trả lời đúng hết các câu hỏi đèn xe thì bố sẽ mua một chiếc xe Volkswagen Beetle mui trần tặng con. Và cuối cùng là anh cũng đã mua và anh tặng ở trên video ấy. Nên thành ra là khi được một cái phần thưởng khích lệ gì đó thì con nó sẽ rất là tập trung để nó quay. Mình nghĩ là với rất là nhiều câu hỏi từ sáng đến giờ mình chưa bao giờ phỏng vấn một khách mời nào mà anh em cứ liên tục hỏi nhau vô cùng nhiều câu hỏi như thế, vì thực ra mình cũng không muốn là hỏi sót một cái điều gì cả, vì có quá nhiều điều mà tò mò về anh Hòa, về gia đình của anh Hòa, và cũng muốn là mọi người sẽ có nhiều góc nhìn hơn. Vì ở trên TikTok thì cái nội dung của nó rất là ngắn ấy, nhiều khi mọi người xem mọi người bị hiểu lầm anh ấy, hoặc là mình chưa hiểu hết là đằng sau máy quay là một người như thế nào. Thì hy vọng là với rất là nhiều câu hỏi và một cái cách trả lời rất là rút ruột rút gan, không giấu một cái gì của anh Hòa, trả lời rất là chân thành, thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm những cái góc nhìn và hiểu hơn về cái câu chuyện của anh Hòa. Rất là cảm ơn anh Hòa đã đồng ý tham gia cùng với bọn em trong video ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Quỳnh Như và Sế Cưng đã cho anh có một cái cơ hội có thể trò chuyện và một cái góc nhìn khác về cái làm TikTok của mình. Dạ. Rất là cảm ơn khán giả của Sế Cưng đã xem hết clip nhé. Hy vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ kênh YouTube của Sế Cưng cũng như là ủng hộ kênh của anh Hòa trên nền tảng TikTok nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye. Bye bye.